Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu bàn làm việc cổ điển dành cho các nhà lãnh đạo. Cái mẫu này thì nó có cái thiết kế rất là độc đáo và đẹp mắt, sang chảnh. Và những cái mẫu như thế này khi mà mọi người kê vào những cái không gian mà nó cùng đi theo cái tông cổ điển như thế này thì lại rất là hợp lý luôn. Và mẫu này mình có thể kê ở những cái phòng làm việc của công ty hoặc là phòng làm việc ở tại gia đều được. Đầu tiên để nói về cái mẫu bàn làm việc này thì sẽ là về cái phần chất liệu trước đi ha cả nhà. Thứ nhất, cái mẫu này sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ vỏ đỏ Nam Phi với những cái phần gỗ đã được tuyển chọn nè, tẩm sấy là làm khô hết sức là kỹ lưỡng ha. Và thứ hai là mình sẽ kết hợp với cái chất liệu là cẩn veneer ở trên cái phần mặt bàn và ở dưới cái phần thân tủ nha cả nhà. Veneer là sẽ là những cái phần hoa văn như thế này, là những cái loại gỗ mà mình nhập khẩu từ châu Âu và sau đó thì mình sẽ cẩn lên. À, mọi người thấy cái mặt bàn này có đẹp không ạ? Về cái phần tủ thì nó sẽ có kích thước là chiều dài là 1m97, chiều sâu là 86 và chiều cao là 81. Cái mẫu này thì kích thước rất là rộng rãi cho nên khi mà mình ngồi làm việc á, mình có thể để rất là nhiều những cái tập tài liệu, hồ sơ ở trên cái bàn này. Đó, cái mẫu này thì mình sử dụng vô cùng thoải mái luôn. Và ở cái phần mặt bàn á, thì ở đây là em sẽ cắt điệu cho mọi người theo cái kiểu là những cái đường uốn lượn là hết sức là đẹp. Và với những cái mẫu bàn mà cách điệu kiểu như thế này thì sẽ hơi khó cắt kính một chút ha mọi người. Đó thì mẫu này em làm cho mọi người là cẩn veneer và sơn là một cái lớp bóng là 4K ha cả nhà ha. Thì nó dễ sẽ giảm chảy xước. Và đặc biệt đối với những cái sản phẩm mà mình cẩn veneer như thế này thì mọi người cũng hạn chế là để nước lên giúp em ha. Tại vì nói chung là của bền tại người mà đúng không ạ? Cho nên là khi mà sử dụng thì mình nên giữ kỹ một chút xíu ha. Còn cô chú anh chị nào mà kỹ hơn một chút xíu thì mình sẽ cắt kính nha. Rồi còn về xung quanh tủ thì ở bên đây mình sẽ nói về cái phần mặt trước rồi tới hông đi ha cả nhà. Đây ở cái phần mặt, ở cái phần mặt ở phần phía trước này nó sẽ được chia làm 3 phần đi ha, một phần ở giữa và hai phần bên hông. Ở phần ở giữa thì em sẽ làm cho mọi người là đơn giản thôi, ở phía trên là nhô ra, ở phía dưới thì nó sẽ như thế này. Và ở đây là mọi người có thể thấy rõ được những cái phần vân gỗ nè, điểm nhấn nè. Đó, hết sức là gọi là đơn giản nhưng mà nó không phải là theo kiểu là nó khó nhìn quá ha cả nhà. Đây. Còn ở hai bên thì nó sẽ là làm đối xứng với nhau theo kiểu là hai cái phần bệ rất là lớn như thế này, hoa văn nè. Chỗ này thì cẩn một miếng veneer. Đó, ở đây thì nó sẽ có thêm là những cái bình bông như thế này. Đó, nó tạo thêm cái điểm nhấn thiệt là lạ. Nhìn khi mà mình nhìn từ xa, mình nhìn qua cái mẫu này thì mình sẽ thấy là cái mẫu này vừa độc đáo nè, vừa lạ và nhìn vừa sang nữa ha cả nhà. Và có thêm một cái điểm nhấn nữa ở xung quanh cái mẫu tủ này, đó chính là những cái cột. Đây mọi người sẽ thấy là với cái mẫu tủ này thôi nhưng mà ở đây là mình có cái mặt trước là tới 4 cái cột. Đó, những cái cột như thế này nè, nó làm cho cái mẫu bàn này nhìn trở nên uy nghi và quyền lực hơn đúng không mọi người? À, đây, rất là đẹp ha. Và ở phía bên hông thì sao? Ở phía bên hông thì em cũng sẽ làm cho mọi người là cột nè, rồi hoa văn nè. Đó, những cái phần gỗ yếm thì được là đục chạm nè. Đó, đây. Theo kiểu cổ điển mà cho nên là tất nhiên là nó sẽ có những cái hoa văn đồng bộ với nhau như thế này ha cả nhà ha. Đây, yếm là chỉ nè. Đây, những cái mẫu này khi mà mình kê vào những cái không gian mà nó theo kiểu cổ điển luôn á, nhìn nó cực kỳ sang chảnh luôn mọi người. Rồi, còn tiếp theo thì nó sẽ là ở cái phần trong đây nè mọi người. Cái phần trong đây thì ở đây là em sẽ thiết kế cho mọi người là một cái chỗ mà mình để chân. Một cái chỗ mình để chân nè, nó rất là lớn nè, rộng rãi ở đây. Khi mà mọi người vào sử dụng thì nó sẽ rất là tiện nè. Và ở đây thì nó sẽ có thêm là những cái gọi là những cái hộc kéo, hộc tủ nè. Đó, mỗi bên thì nó sẽ có tới 4 5 cái hộc tủ luôn đó. Cho nên là mọi người có thể sử dụng rất là thoải mái và đặc biệt là ở trong những cái hộc kéo như thế này thì đã được làm láng, làm nguội nè, chà miệng rất là kỹ lưỡng nè mọi người. Đó, và ray kéo thì cũng sẽ là ray kéo giảm chấn nha. Đó, mình đẩy vô là nó sẽ tự động hít vô nha cả nhà. Đó, mọi người thấy có tiện không ạ? Còn đây là cái hộc để cho mình có thể để bút viết. Đó, đây. Rất là rộng rãi luôn. Đó, phía đây thì nó sẽ có những cái phần cột cũng như là phía trước vậy mọi người. Đó, cái mẫu này. Đó, toàn bộ đều là gỗ vỏ đỏ ha. Đó, mọi người thấy là những cái phần gỗ này là em làm cho mọi người là rất là đồng bộ về hoa văn ha. Đó. Và để kết hợp với cái mẫu bàn làm việc này thì ở đây em để cho mọi người là một cái mẫu ghế làm việc là theo kiểu là cổ điển luôn. Và ở đây thì chất liệu của nó thì sẽ là gỗ bích kết hợp với lại là bọc da bò Ý ha cả nhà. Ở đây thì nó sẽ có bánh xe di chuyển lui tới nè. Và nó sẽ có cái phần ghế ngồi rất là rộng rãi để em vào ngồi thử cho mọi người xem nha.
cái mẫu này á, mà chất liệu là gỗ qua đỏ thì em cũng có luôn nha cả nhà, nhưng mà hiện tại là em đang hết hàng gỗ qua đỏ rồi, em chỉ có là gỗ bích thôi đó. Đây này thì nó sẽ, mọi người có thể dựa ra như thế này nè đó, nó rất là thoải mái luôn. Đây, đây đây là khi mà em ngồi em kê vào như thế này đó, mọi người thấy không ạ, cái không gian làm việc là rất là thoải mái, là rộng rãi. Rồi ok, em xin phép báo giá cái mẫu bàn này cho mọi người tham khảo ha. Thì cái mẫu bàn này với chất liệu là gỗ qua đỏ cẩm veneer thì em bán với cái mức giá là 73.900, còn cái ghế ngồi gỗ bích này á thì em bán với cái giá là 16.900. Cô chú anh chị nào mà quan tâm tới cái combo này thì hãy liên hệ vào số hotline 0908 356 119 để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây nha.